À, các Phật tử có khỏe không? À, khỏe hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, hôm nay lại một lần nữa nhà sư được cái duyên trở về với chùa Bửu Trì. À, quý vị có hiểu cái từ Bửu Trì không? Bửu là báo, trì là giữ. Giữ cái báo mà giữ cái gì ở đây, cái hột son không? Không có hả? Vàng, cẩm thạch, đô la có không? Không có luôn. Nhưng mà mình có ba cái món báo đó được gọi là tam bảo: Phật báo, Pháp báo, Tăng Tăng báo. Thì thưa với các Phật tử, hồi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngày tu thành Phật, ngày trở về hoàng cung ấy, thì thưa với quý vị là Yayu Đà La là người vợ khi ngài còn là thái tử, muốn diện kiến ngài, muốn gặp ngài ghê lắm. Nhưng á, cái người đàn bà ngộ lắm, hẹn nhưng đừng đến, quý vị hiểu không? Giận giận nhưng mà thưa, nó ngược là vậy đó, cho nên mới gọi đàn bà, hiểu không? Với cả các Phật tử, miệng nói đường, cái tâm á, hiểu ngõ hẹt đó. Cho nên nó sau khi mà Đức Phật về ngự hoàng cung để độ vua cha và những người hoàng thân quốc thích rồi, 3 ngày rồi mà Đức Phật không nhắc đến Yayu đã Đà La, lệnh bà Ma Bà Sa Mà Đề biểu Yayu Đà La phải đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, của nó cũng không có lỗi gì hết ấy. Đến cung cổ thì đến, chứ nhất định là cổ không có đến đảnh lễ Đức Đức Thế Tôn, cứng đầu, phải không các Phật tử? Nhưng thưa với quý vị, ngài phải đến vào cái lúc nào đó cho nó thích hợp để giáo hóa Yayu Đà Đà La. Cho nên đến ngày thứ tư á, ngài mới nói một cái liên, và ngài Xá Lợi Phất, ông Móc Ghen La Ná và ông Sariputta, bữa nay ngài sẽ thăng lâm đến cung điện của ngài để giáo hóa Yayu Đà La và La Hầu La Hầu La. Thì thưa với quý vị á, hồi mà Đức Phật á, ngài từ trong cái ngọ môn á, đi vào trong cung điện á, là Yayu Đà La nói với La Hầu La 7 tuổi á, cái người mà đi trước á, tướng hảo quang minh hào quang sáng á, đó là phụ dương của con, chứ không nói ông Phật, là phụ dương của con. Cho nên á, Yayu Đà La mới dặn dặn La Hầu La, nếu mà gặp phụ dương con phải xin ngô báo, con phải xin cái đất nước này, sơn hà xã tắc này, con nhớ nghe, hiểu không quý vị? Tức là phải xin nhường ngôi báo đó. Nhưng thưa với quý vị, vào buổi sáng đó thì nhà sư kể tắt ngang thôi, khi mà Đức Phật đến giáo hóa La Hầu La, Yayu Đà La rồi, thì thưa với quý vị, khi đó La Hầu La nó quỳ một bên, nó nghe mẹ nó thúc thích, rồi những cái giọt nước mắt cuối cùng khóc cho người chồng ra đi và khóc cho cái sự vinh quang trở về với một đức Phật. Thì khi đó Yayu Đà La ngưng, không có nói gì nữa. Thì La Hầu La mới nói như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, sao con gần gũi Đức Thế Tôn con thấy mát mẻ làm sao ấy, thấy không quý vị? Mới có 7 tuổi thôi, nhưng gần gũi Đức Phật. Thì La Hầu La nói: con gần gũi Đức Thế Tôn con cảm thấy mát mẻ làm sao, con gần gũi Đức Thế Tôn con cảm thấy con hạnh phúc làm sao, không có thể có một cái gì mà nó diễn tả được. Rồi xin Đức Thế Tôn cho con ngôi báo đi, cho con có quyền lực của đất nước này đi, và cho con hết tất cả đi. Thì thưa với quý vị, khi đó Đức Phật nói: này La Hầu La, chẳng những Đức Thế Tôn có ngôi báo, có sơn hà xã tắc, có trăm họ muôn dân, Đức Thế Tôn còn có nhiều món báo hơn nữa con à. Rồi bắt đầu khi đó Đức Phật mới kể: nào là lan can lưới báo, nào là sa cừ mã não, nào là thắt giác giác chi bát chánh đạo, những cái đó nó còn báo hơn những cái mà con xin chứ à. Rồi bắt đầu từ đó, thưa với quý vị, Đức Thế Tông hướng dẫn và dìu dắt cha La Hầu La trở thành cái chú Sa Di bãi 7 tuổi, thấy không quý vị? Họ nghe có một câu giáo hóa thôi, là thưa với quý vị, La Hầu La chỉ nghe có một cái là những cái 37 phẩm trợ đạo bồ đề, ngũ căn ngũ lực, tứ thần tốt, tứ như ý niệm,
Thất Giác Chi rồi tám con đường đạo vân vân, thì tự nhiên là Hậu Lai giác ngộ rồi trở thành một chú Sa Di mới có 7 tuổi thôi. Còn mình sao? Hôm nay mình chỉ có một cái thời pháp thoại ngắn thôi là người ta đã chứng bậc thánh rồi, tức là vào nhập lưu, có nghĩa là ly dục sanh hỷ lạc, tức là khi đó trong lòng không còn những cái niềm ham muốn của trần tục mà chỉ có cái sự an lạc của tâm linh, cho nên theo Đức Phật đi về chùa tu. Còn thưa các Phật tử, quý vị nghe pháp quý vị thấy đã, nhưng rồi rốt cuộc khi trở về nhà rồi đâu có ai tu đâu. Nếu thiệt tu là thưa với các Phật tử là quý vị thành Phật hết rồi, phải không? Cho nên có đi chùa, có ăn chay, có niệm Phật, có tụng kinh, có đi thọ bát quan trai vân vân và vân vân, nhưng chỉ làm cái hình thức bên ngoài chứ chưa ai tu. Thế thể tu tức là phải thành Phật thôi, mà tại vì mình chưa tu. Thì thưa với quý vị, hôm nay thì nghe ni sư trụ trì mới nè, ni sư thưa với nhà sư, nếu sức khỏe nhà sư tốt và có thời gian thì liên tục thỉnh nhà sư đi đến để hướng dẫn cho các Phật tử tu. Nhà sư quan hỷ lắm. Quý vị biết trong tháng 7 đó là người ta thỉnh, tại vì một trong những ba vị hòa thượng của tỉnh Vĩnh Long mà quý vị, là nhà sư vừa khỏe nè, vừa có khả năng hướng dẫn cho các Phật tử hiểu được cái mùa Vu Lan báo hiếu, hiểu sâu cái ý nghĩa của mẹ và con. Nhưng thưa với quý vị, các chùa họ thỉnh tới để chứng minh dân y, chứng minh cúng trai tăng, nói chung một cái nhà sư không có đi đó. Gì đó chứ nhà sư không đi. Nhưng hễ mà thỉnh nhà sư đi thuyết pháp là nhà sư đi, quý vị hiểu không? Như vậy á, nếu mà mình không đi như vậy đó là thất thu cái tháng 7. Tính ra là một bao thơ của một ông hòa thượng là từ 3 triệu, 5 triệu đấy. Mà quý vị biết họ thỉnh như vậy là mười mấy, hai, ba chục đám ở trong cái tháng 7 đó. Mà mình không đi là mình thất thu. Không có, sao thì sư nói thiệt đó. Nhưng khổ nổi á, mỗi lần mà nghĩ cứ tới ngồi cái bắt đầu liêm nhiêm cơm cúng lấy bao thơ đi về. Mình nghĩ nó phí. Cho nên trong Majjhima Nikaya, cái bộ kinh của Nam Tông á, Nikaya, Đức Phật ngài dạy trong cái bộ Majjhima Nikaya, tức là trung bộ kinh á, là các vị tỳ khưu là người thừa tự pháp bảo chứ không phải kẻ thừa tự tài sản. Cho nên nhà sư không có gì hết ấy. Hiểu không quý vị? Đó, sáng nên đi xe là nhờ Phật tử chở quá gian đấy. Cho nên gọi là xe dân biểu, biểu đâu nó làm đó. Cho nên rất là khỏe, không dướng bận gì hết. Đi xong nó đưa tới cổng về, bắt đầu uống nước, uống sữa, ăn cháo cái gì đó, rồi ngủ, không phải lo tài xế xe gì hết. Thấy không quý vị? Cái cuộc sống mình không dướng, không dướng bận. Đó, cho nên nhà sư muốn làm sao Phật tử Cần Thơ mình đa số là có cái tâm hướng đạo, hướng về con đường tu học. Nhưng rất tiếc là các Phật tử có cái niềm tin đối với Tam Bảo nhưng không hiểu gì về Phật Pháp tế, cho nên đi lệch hướng hết. Và đa số các Phật tử tu tập không thành công. Tu tập không thành công tại vì tu mình không có kết quả. Rõ ràng là quý vị không gặt hái được, không nếm được cái pháp vị của Phật. Nếu mà quý vị nếm được cái pháp vị của Phật là quý vị phải như nhà sư chứ. Tướng tá là phải hồng hào, năm nay 70 tuổi mà vẫn mạnh bình thường. Cái này tu cái kiểu gì mà mắt đồ nó hí hí, má nó tốt hết trơn, nhăn nheo rồi chết rồi. Nên nhà sư cầu nguyện cho quý vị nè, lãnh hội được pháp lành. Có nghĩa là nhà sư ngồi hồi nãy đó, là nhà sư cầu xin cho con được làm cái pháp sự, là rải cái pháp nhũ của chư Phật đến cho tất cả chúng sinh, và cầu nguyện cho quý vị ba nghiệp lắng thanh, thanh tịnh, lãnh hội được pháp của con để mà tu tập, loại bỏ phiền não, nghiệp chướng, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, trí tuệ sáng suốt.
Thế sư cầu nguyện như vậy mà tại sao cầu nguyện không được? Sư cầu nhưng Phật tử đâu có nguyện đâu. Cho nên rốt cục vô hiệu quá. Ở đây nói vậy chứ mà bước ra một cái thôi, tục lụy hoàng lụy tục. Thế cho nên nó không nhầm cái nào ở đạo hết trơn. Cho nên quý vị đừng có buồn nhà sư. Bạn nhà sư nói với ni sư trụ trì á, bữa nay qua nói cái gì đây ni sư? Thì ni sư nói là cái một ngày tu an lạc. Thì nhà sư nói là nếu mà cứ mỗi ngày, mỗi tháng một ngày như vậy, rồi cứ thỉnh mỗi vị giảng sư như vậy, rồi rốt cuộc rồi nay vị này mai vị khác dồn lại, rồi các Phật tử ở Bửu Trì ăn bún xào thập cẩm, cho nên không biết cái gì ta. Cho nên á, muốn cho quý vị tu tập thật sự là phải có cái giáo trình, tức là dạy quý vị những phương pháp. Cho nên chữ học và tu nó hai chữ nó rõ ràng lắm. Tu là phải có học, nhưng học rồi là phải tu. Chứ tu không học tu mù biết cái gì. Đó, cho nên á, tu là phải học. Người Phật tử là người con của Phật. Mà Phật là cái gì? Là cái tánh sáng suốt. Chữ Phật là cái tánh sáng, sáng suốt. Cho nên mình học làm sao để sáng suốt. Cái điều này là cái điều vô cùng quan trọng. Không lẽ mình là một Phật tử sống với bản thân mình, sống với những người thân trong gia đình, rồi mình ra mình tiếp xúc thân cận với xã hội mà mình không biết điều sao? Biết điều là gì? Là người có kiến thức. Ở đâu, làm gì, nói cái gì là mình thấy mình không gây đau khổ cho mình, cho người khác. À, mới gọi là Phật tử chứ. Hiểu không các Phật tử? Chứ đâu có phải tới chùa là tu, ra chợ không tốt. Như vậy nó không có trúng. Đó, cho nên á, mình làm sao mình phải thay đổi cái con người mới của mình sau khi mình tiếp thu được những lời của Đức Phật dạy. Nhà sư nói như vậy quý vị nghe có rõ không? Chớ mấy bữa nay á, là quý vị trái gió trở trời khục khịch, cho nên á, nó cái âm thanh nó không rõ ràng. Sợ các Phật tử nghe chữ được chữ không rồi về làm tầm bậy nữa, bắt đầu ở nhà sư mân họa. Đó, cho nên nó hiện nghe được thì nói nghe được, còn nghe không được thì tính không được. Đó, cho nên á, các Phật tử biết á, bây giờ khoa học nó hiện đại ghê lắm. Nó hiện đại ghê lắm. Mà quý vị biết ấy, cái nhà bác học ấy, là cái ông cha đẻ của nhà khoa học, tức là ông Einstein. Ông nói ấy, khoa học, cái đỉnh cao nhất của khoa học là mới chỉ có một sự khởi đầu của Phật giáo. Cái đỉnh cao nhất của khoa học mới chỉ là sự khởi đầu của Phật giáo, mới chương trình sơ cấp của Phật giáo. Thế thì khoa học vẫn là thuộc hàng cháo chép của Đức Phật thôi. Mà quý vị thấy không, khoa học càng ngày nó hiện đại, nó giúp cho quý vị thấy không, năm châu bốn biển chỉ là cái chợ gần gũi. Thế những cái nhu cầu về cái đời sống của khoa học đem lại quý vị thấy không, hạnh phúc, chứ không phải là cái chuyện đơn thuần. Khi nãy chuẩn bị mà nói chuyện với các Phật tử là nhà sư móc trong túi ra tắt guồng điện thoại. Để chi? Để không khuấy rầy, không làm kinh động trong cái bài giảng, và đồng thời cũng không mất cái phép lịch sự đối với các Phật tử vì mình là ông thầy. À, mình sử dụng cái gì mình phải làm chủ nó, chứ đừng để nó làm mình làm nô lệ nó. Thì thưa với quý vị là trong tay của các Phật tử á, là có điện thoại. Người nào mà có cái điện thoại thông minh á, tức là iPhone 6 á, là quý vị có thể nối mạng được Viber, nối mạng được Tango, nối mạng được WhatsApp, vân vân. Những cái mạng này quý vị muốn nói điện thoại miễn phí cũng được,
muốn gửi tin nhắn miễn phí cũng được, muốn nói chuyện khơ khơ không cần hình cũng được, muốn nói chuyện để bên kia nửa phần trái đất của mình thấy người khác đang nói chuyện với mình cũng được. Thấy không quý vị? Họ dùng cái gì? Họ dùng vô tuyến điện, tức là cái luồng sóng điện do trên vi sắt, tức là trên vệ tinh nó tỏa. Ở dưới này nó có những cái tụ điểm, bắt đầu từ đó nó bắt sóng mà quý vị nối kết được giữa người ở đây và người bên kia của cái quả địa địa cầu. Phải không các Phật tử? Sư nói như vậy có trúng không? Cái gì không trống, nó không trống nghe, đừng có nể ông thầy, cái gì cũng nhất trí, gặp đầu ở trang ngủ gục luôn đi. Như vậy, mình tu tập làm sao mà mình lấy lại cái năng lượng, tức là mình sạc làm sao cho mình có cái nội lực, có đủ pin để mình nối kết với các đấng thiêng liêng. Người nào sanh ra cũng 12V hết á, đó gọi là nhân điện. Thầy Lương Minh Đáng á, bên Mỹ thầy mất rồi, thầy là đứng đầu cái phương pháp này. Thầy chữa bệnh bằng cái năng lượng, tức là bằng nhân điện của thầy. Đó mà bây giờ Thái Lan nói chung các nước, ở Việt Nam mình cũng có cái này, cũng có nhiều học trò của thầy chữa về nhân điện. Thì quý vị biết á, người nào cũng có 12V. À, nhưng á, từ 1 tuổi đến 12 tuổi, 13 tuổi, tức là cúng căng đó, hiểu không? Bà mẹ nào sinh con đến 13 tuổi là phải cúng căng đấy. 13 tuổi tức là pin nó còn nguyên. Nhưng bắt đầu á, 13 tuổi trở lên rồi, mình trở về với cái bổn thể của mình, không có thần phải theo bảo hộ nữa. Thì thưa với quý vị, khi đó là mình làm, mình nói, mình suy tư là mình có nghiệp, mình phải chịu trách nhiệm. Thì bắt đầu khi đó mình biết thương, biết giận, biết buồn, biết vui, vân vân, được gọi là thất tình, là bãi cái tình thức buồn vui mừng giận thương ghét muốn, là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, nó làm cho mình tốn binh, hao năng lượng. Là cái gì? Là hao calorie thường ngày mình nạp vô đấy. Cho nên á, lớn lên nữa rồi học hành, rồi yêu ép, rồi lo nhà cửa, rồi lo con cái, rồi lao xe cộ, rồi nói chung binh bây giờ giỏ lắm, còn vôn rưỡi à. Cho nên nó bệnh hoạn. Bây giờ mình nối kết được không? Dạ thưa không. Cho nên bắt đầu từ ở chỗ này nó ngu, là pin nó cạn rồi, đèn không có sáng. Cho nên hiểu cái vấn đề gì á, dính mắc trong cái tự ngã ta và của ta, ta và của ta, mình nghĩ là đúng. Là tại sao mới 20, 25 học tốt nghiệp đại học ra cái bắt đầu gặp ai nó dòm thấy được rồi, cái đứng giữa trời đất cha mẹ hai họ, bây giờ thằng này thằng chồng mày nghe đó, ai đụng là tới số ấy. bắt đầu do cái sai lệch này, cái nhầm lẫn cho là của mình, hiểu không quý vị? Cho nên cái mình này nếu mà nó đi thì ở nhà mình đợi, nó giận á mình lo. Thưa với quý vị, hao pin. Nhưng thưa với quý vị, với quá trình sống mình thấy được rằng yêu là đau khổ. Cho nên mình nhận ra được cái bản chất yêu. Cho nên bắt đầu bây giờ mình biết đi kiếm chùa. Bây giờ thằng chồng bỏ đi lang thang rồi, bây giờ hết duyên rồi thì không còn kẻ đón người đưa nữa, cho nên mình bị vô chùa, tắp vô chùa kiếm sư cô tâm sự, hiểu không quý vị?
kiếm sư cô tâm sự mới vô chùa. Nhưng khổ nỗi bây giờ vô chùa không có ai dạy cho mình hết. Mà đa số thì thưa với quý vị, các thầy, các cô, các sư cứ an ủi, hết duyên nợ rồi con, biết chừng đâu có nghiệp mà thôi, tu đi. Nhưng không biết tu bằng cái cách nào để đi. Biểu tu đi, nhưng tu bằng cái cách nào để đi. Thì mấy cô mấy thầy không chỉ. Rõ ràng là không có gì. Đó, cho nên từ cái chỗ này thì thưa với quý vị, biểu niệm Phật đi. Để làm chi? Lấy đá đè lên cỏ cấu, niệm Phật để quên, quên mình. Nhưng thưa quý vị, càng niệm là càng nhớ. Khỏi nữa, giận ai rồi, tức là mình nói nhất định mình quên, nhưng càng nói quên là nó càng càng nhớ. Nó ngược lại như vậy. Cho nên rồi thưa với quý vị, riết rồi pin của mình nó yếu lần. Thì bây giờ niệm Phật để gì? Để mình ổn định lại cái cục pin của mình, nó còn vôn máy ở trong tâm. Rồi bắt đầu á, mình tụng kinh, mình trì chú, mình nghe pháp, mình tập ngồi thiền để sạc lại, để sạc lại cho nó đủ pin. Sạc lại cho nó đủ pin, nó đủ cái năng lực rồi mình mới học, mới tu. Đó, bây giờ học á, vô chùa học cái gì? Cũng giống như á, mình xa cha xa mẹ bước vào đời, cái đầu tiên á, mình học là cái nhẫn. Mình nói với cha mẹ mình là bắt đầu á, là mình và chồng mình sống chung với nhau để mà lo hạnh phúc, lo tương lai. Cho nên á, cái ràng buộc này, cái nhẫn là cái ràng buộc này để cho mình biết là phải nhẫn nại chịu đựng mới sống chung với nhau được. Nhưng rồi thưa với quý vị, họ đâu có nhẫn nại chịu đựng. Nửa chừng cái bắt đầu là bát chén nó khua, nó đập bể tùm lum ấy. Thưa với quý vị, chán quá vô chùa, mấy cô, mấy sư cô, mấy thầy giả gì, thôi ráng nhìn đi con, cũng nhẫn nữa, cũng nhẫn nữa, cũng nhẫn nữa. Nhưng có ai nhẫn đâu. Đụng vừa vừa thôi, nhưng mà đụng quá, đụng vô cái nhược đó, nó quạo lên liền. Tại vì sao? Vì không có pin, không có cái năng lượng, cho nên mình không có khả năng kềm chế sáu căn. Nghe vậy đó, chứ mình không kềm chế được. Tôi nói thiệt chứ bà, tới đâu tới, dù ông Phật không có giọt xuống nữa, tôi cũng phải nói cho đã đây. Thưa với quý vị, nói cho đã rồi ông Phật đâu còn. Đó, cho nên thưa với quý vị, cho nên học để mình biết những cái nguyên tắc đó, rồi mình tu nó có cái năng lượng, mình kềm chế ý căn. Kiềm chế ý căn, kiểm soát sáu căn để mình tu tập làm sao mà cho nó thuần thục, nó sống bình yên. Rồi khi mà nó bình yên rồi thì thưa với quý vị, chấp không chấp có rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận, thuận nháo. Sao sao tôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào rồi cũng sống, có gì đâu. Thưa với quý vị, cái chùa nhà sư nó bự lắm, nhưng có mình nhà sư ở. Rồi các hòa thượng, các sư hỏi nó chứ sao không thấy ai tu hết trơn hòa thượng. Nó có chứ, nhưng nó tu ở đây rồi, có bắt đầu nó học lên, nó ở không được 6 năm thọ thì cứ học đại học rồi. Nó muốn bay thì nó bay. Chứ sao vậy? Hiểu không quý vị? Mình là người tu, tức là bậc thầy của nó, là mình trợ duyên cho nó thôi, chứ đâu có tu giùm nó được. Thì bây giờ hỏi nó chứ hòa thượng lớn tuổi rồi, bây giờ thưa với hòa thượng rồi, bây giờ hòa thượng bệnh hoạn như vậy, rồi sau này hòa thượng 100 tuổi rồi sao? Trời ơi, mấy em giáo hội không lo. Giáo hội lo. Phật, các vị tổ sư chư thiên họ sẽ sắp xếp người về để quản cái đại tự chứ. Làm gì mấy cái chuyện đó, là Phật ông nói như vậy. Cho nên khỏi phải, mình truyền hiền mà đã có truyền tử đâu. Người nào có ăn đức, có phước báo, có trí tuệ, có năng lực là họ có duyên họ ở. Vì Phật giáo mọi sự do duyên. Chứ mà mình sắp xếp rồi đâu có bằng Phật sắp xếp được, tổ sắp xếp. Cái chuyện trụ trì là cái chuyện của Phật và tổ. Tại vì sao vậy? Trú Như Lai xứ, trì Như Lai tạng, thay Phật
ở một chỗ để tuyên dương chánh pháp. Tức là nói vậy, muốn duy trì cái đạo mạch, muốn cho đạo Phật được triển dương là các ngài phải chọn người chứ. Chọn sao đó mà về làm trụ trì không có nước tương ăn thì ráng chịu. Cái chuyện đó mà quý vị. Đó, thì thưa với các Phật tử, cho nên nó, cái khóa tu là nó khó, chứ không có đơn giản đâu. Không phải dễ dàng chút nào hết ấy. Đó, cho nên á, sư muốn các Phật tử, không nói là quý vị biết rồi, qua cái thông tin của báo đài, của tất cả các hệ thống quảng bá đại chúng, là quý vị thấy bây giờ cuộc đời xã hội nó loạn. Bấy nhiêu đó không đủ cho các Phật tử thấy là một sự cảnh báo, là cái cuộc sống chúng ta không an toàn. Tại sao mình không tu? Để thầy mình, để các vị thần linh chư thiên hộ trì cho mình khỏi gặp những cái bất cập đó. Tu tập là bình yên. Cho nên quý vị tu rồi là chư thiên á, thầy tổ sẽ hộ cho. Nhưng á, khổ nỗi các Phật tử không tin cái chuyện này. Có tu đâu tin. Nó là tần số, nó đâu có bắt được cái đài nào đó. Pin yếu quá, bắt không được. Chứ mà quý vị bắt được coi, bên ta, trong ta và quanh ta có thầy tổ chúng ta, có chư thiên, có quý vị thần linh luôn hộ trì cho chúng ta. Hiểu không quý vị? Quý vị phải tin cái vấn đề này. Cái đức tin là mẹ đẻ trong tất cả các công đức kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta như vậy. Nhưng mà mình tu tập mình không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, là quý vị không thể xây dựng cho mình một cái nền tảng, cái bước đầu mà mình tu tập được. Nhờ có cái đức tin vững chãi, bắt đầu khi đó mình mới tu. Tu là gì? Tu tức là sửa thôi. Thưa với quý vị, là một ông bác sĩ giỏi, ông phải chẩn đoán đúng bệnh, rồi ông cho thuốc có chất lượng. Người mà về uống tức là phải nghe theo lời của bác sĩ, uống thuốc đúng liều. Trước khi cầm viên thuốc và ly nước lên, mình khấn nguyện thầy mình, tổ mình, chư thiên xin hộ trì cho con những cái loại thuốc này uống vào trong những vị thần chiết thể của cơ thể con phải hết bệnh. Còn cái này các Phật tử đâu có giá ai đâu, tự mình chơi à. Hết còn không thôi, nó kéo dài thời hạn. Đây là cái thời kỳ định nghiệp hạn kỳ cuối cùng của toàn nhân loại mà con người phải trả. Đây là một sự sàng lọc. Để chi? Để lựa những cái hột gạo cội lập đời. Cho nên á, quý vị thân, nó đi dự lễ, nó đạp với nhau chết gần cả ngàn người, phải không quý vị? Nó sập đất, nó chôn nhau chết quá trời, không ngày nào mà không chết. Các Phật tử biết mà, hiểu cái chuyện này mà. Làm sao không ngán hả? Ngán làm sao không tốt? Ai nấy dữ, không có người nào hiền đó. Không có, nhà sư nói thiệt đấy, không có người nào hiền. Phật tử cũng vậy thôi, ai nấy dữ dằn lắm, chứ không có hiền. Hiểu không quý vị? Cho nên những người đệ tử của sư á, sau khi quy y rồi, sư nói thôi, ráng một tháng ăn chay 2 ngày rằm mùng 1 nghe con, rồi hiền chút cho sư nhờ. Chứ không lẽ đệ tử của sư ánh mà hung dữ quá kỳ. Cho nên hiền chút à, chứ đâu có mong cái gì hơn đâu. Nhưng thưa với quý vị, nó có hiền không? Đụng vô tình là nó trợn mắt, đụng vô tiền là nó quạo hai cái này, tiền và tình, đụng vô đó là tới số nghe con. Tức là không bao giờ nó hiền được. Nhưng thưa với quý vị, cuối đường danh lợi hai tay trắng, sau lớp ân tình nó mộ thôi. Cho nên dù bon chen cách mấy đi nữa, rồi cuối cùng cũng hai bàn tay trắng ra đi. Dù cùng chung chăn gối cách mấy đi nữa, rồi cuối cùng mỗi người mỗi ra đi. Hiểu được như vậy, nhưng đâu có ai chịu buông đâu. Nắm chặt, nắm cứng ngắc,
Nhưng thưa quý vị, nắm được bao lâu? Nắm riết tay chân nó tê, si cờ que hết nắm luôn. Rồi rốt cuộc buông tay ra đi. Chứ đâu có người nào mà nắm được đâu. Đó, cho nên Đức Phật Ngài thưa với quý vị, Ngài không phải là một triết gia, không phải là một nhà biện luận. Nhưng thưa với quý vị, Ngài là một hành giả đã trải nghiệm đời sống của mình trong vô lượng kiếp. Cho nên những cái điều nào mà Đức Phật nói ra mà mình chịu làm theo là đều có kết quả. Tại vì cái điều đó là Ngài đã chứng ngộ rồi, là có kết quả. Biểu con à, nghe thì nghe, thấy thì thấy, nhưng cái miệng đừng có nhấp nhép nha. Thấy để quan sát, nghe để mình phân biệt, nhưng nói không biết mình có nói chính xác hơn, tốt hơn. Yên lặng là vàng, mình nói năng là bạc. Cho nên người nào trong nhà mà quý vị biết bếp xếp tới chùa bếp xếp thành bà Tám hay chứ. Hiểu không quý vị? Bà Tám là phiền thôi. Đó, cho nên người ta đặt bà Tám là vậy đó. Cho nên các Phật tử biết tịnh tâm bớt nói ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Cần nói cần không cần thôi. Nhưng các Phật tử có nghe không? Không có nghe đó kìa, mấy ông thiện sư kìa. Thế mà sai làm cái gì sấm tới không nói rum băng. Đàn ông giống như đàn bà. Tôi thưa với các Phật tử phải thấy được cái vấn đề này. Mình tu tập là từ từ mình chuyển hóa. Mình muốn trở thành bậc thánh tức là phải bỏ phàm phu chứ. Còn này đeo mang cái phàm phu làm sao làm bậc thánh được. Phải là một bậc trên thiên hạ. Có cay đắng, trong những cái cay đắng mình mới làm nên hạng người trên loài người. Chứ còn thôi bình thường làm gì. Thấy không, thưa với quý vị, họ nói có danh gì với núi sông, thà không ái như vậy, chết giống như cỏ cây. Còn hệ không là mình phải là một người gì hơn thiên hạ. Nhưng á, sư muốn các Phật tử ở đạo tràng Bửu Trì này, ở Cần Thơ rộng lớn thì nhà sư chưa nói, nhưng muốn nói các Phật tử chùa Bảo Trì này, nếu mà nhà sư với quý vị không có duyên thì thôi, gặp nhau ngoài đường ảnh mặt người nào mặt lạ người nấy cũng thể mà rủ có đụng với nhau mà thôi không sao. Nhưng bây giờ mình đã ngồi đây rồi, tức là mình là họ hàng huynh đệ, là những người chủng tử của Phật. Cho nên thưa với quý vị, cố gắng ráng tu đi. Các bậc thầy tổ của chúng ta nói không sai đâu. Tu đông nhưng sùng dông chở không đầy. Quý vị phải hiểu cái câu này của các vị tổ thầy chúng ta. Tu đông vậy chứ sau này ngồi không giác cái góc năm giờ. Không phải là cái chuyện đơn thuần. Thấy không quý vị? Nó đường xá sau này nó mở rộng ghê lắm, nhưng không có người đi. Sao không có người đi? Chật nứt. Nhưng đâu có ai có tính người đâu. Nửa người, nửa ngựa, nửa đường ươi. Không hoàn toàn cái tính chất của người. Không nhân từ, nhân ái, nhân đức, nhân luân, nhân nghĩa gì cả. Bây giờ phi đạo lý, đạo đức nó bị xoáy mòn. Chứ không phải là chuyện đơn thuần đó. Đó là sự thật. Nhưng mình muốn bản thân của mình được chuyển hóa, và mình làm gương cho con cái sau này, dù mình sống một ngày hai ngày, mình phải là những cái đối tượng tốt để cho con cháu nó noi theo. Nhưng ít ra mình cũng tạo cho chính mình chút phước báo, hay là để dư một chút phước báo mình hồi hướng cho những người thân của mình còn ở lại, họ bớt hoạn nạn. Chứ đi chùa gì đi cả ngày nhưng rồi rốt cuộc không có chút phước nào trên, không học được cái gì hết trơn. Đi chùa chi lỗ, đi kiểu này là mình không nên đi đó. Cho nên nhà sư nói với các Phật tử mà nhập cái khóa tu ở chùa Bửu Trì, thể quý vị không tu thì thôi, không gặp sư thầy thì thôi, mà gặp rồi quý vị về tự phát tâm nguyện với Tam Bảo tu, thì nhà sư sẽ hướng dẫn cho quý vị tu. Tu tới đâu là nhà sư giảng dạy cho quý vị học tới đó. Để chi? Để mình ngộ được cái lý tại sao mà mình tu. Mình phải thấy tại sao mình đi chùa, tại sao mình tu. Mình phải hiểu được cái vấn đề này. Bộ tự nhiên không bệnh đi bác sĩ sao?
mình đi chùa tức là mình có bệnh về tâm, cho nên mình phải tu để cái tâm bệnh của mình nó hết, mà hết bệnh ra là hạnh phúc, phải không các Phật tử? Đó, cho nên mình không quan tâm kể ai muốn làm gì làm cái kiểu nào cũng được, mình đi chùa là mình tu. Còn cái chuyện mà thường ngày những đạo hữu huynh đệ tỷ muội cùng chúng tu với mình, họ làm cái kiểu gì kệ họ, đừng bao giờ dòm ngó soi mói, đừng bao giờ nghe những chuyện này chuyện kia đôi co, mà mình soi mói nói mỉa mai hai lần khinh miệt, nghe những điều không tốt để đem vào tâm phiền hà đấu chối. Thưa với quý vị là quý vị hốt nghiệp của anh ta đó. Đi chùa tàu gì mình hốt nghiệp, mình tới chùa tới xóm thì mình quét chùa lau chùa cắt bông phụ các sư cô, còn không có chuyện làm thì kiếm một góc nào đó ngồi để cho cái tâm nó an lạc, còn chuyện của ai kệ họ, không liên hệ gì tới mình đó. Mình tu, cho nên từ từ thủng thẳng mình trở thành một cái đạo tràng trang nghiêm, mình tự đóng góp vào cho cái ngôi chùa này nó có được một cái nét tu tập thuần túy. Nó bắt đầu từ đó rồi thì thưa với quý vị, giống như mà nước mình đưa vô cái hệ thống trong lu, cái nào nước nó trong rồi thì cái nào mà nó cặn nó nằm dưới thì cái trong nó bắt đầu mình tách nó ra, rồi bắt đầu sắc thuốc nấu cơm hay pha chế cái gì cũng được, chứ đừng để cái nước này nó nằm ở trong lu, nó có kể cả cặn, rồi khi mà múc vô múc không nhẹ không có khéo thì cặn nó nổi lên. Trong tâm của mình mặc dầu đến chùa tu tập niệm Phật hay là mình làm tất cả những cái mà quý ni sư dạy ở đây, nhưng thật sự ra tham sân si trong lòng của mình chưa dứt, cho nên dễ khởi tam bành lục đạc. Cho nên người tu của mình, người tu giả dạ giả câm giả đuôi giả điếc lo tầm đạo trao, cái chuyện của họ họ lo, nhà của họ họ quét, còn cái chuyện của mình thì mình làm, không quan tâm đến cái đời sống của ai cả. Tại vì mình phải cầm đút sáng để mình soi, cái chân mình còn lắm lê mê mà đòi cầm đút khen chê người ta. Bây giờ nhà nào cũng có chuyện hết, chắc không nhà nào yên đâu, mình cũng chẳng tốt lành gì hết. Đó, cho nên từ cái chỗ đó mình trước tiên mình lo mình tu, hiểu không các Phật tử? Đáng lý ra là ni sư ở đây phải chia cái thời khóa để cho các Phật tử một ngày mình thực tập được cái thời khóa đó, rồi một tháng mình về nhà mình coi thử cái công ăn việc làm, cái sự nuôi dưỡng phần xác này và cái sự trợ giúp tài chánh cho gia đình, rồi mình nương theo cái thời khóa của mình ở nhà mình thực hiện cái điền chi sách cẳng đi tào lao đi lưu linh trở thành đạo dòng đi dòng nó không đúng, hiểu không các Phật tử? Ở đây nè, với Âu Môn nè, các Phật tử của sư á, thưa với quý vị á, cặp nào cũng có cặp nấy, tức là vợ chồng á, xem đa mùng 2 Tết á, quý vị biết không, nó đi từ 4 giờ sáng nó bỏ cơm nước theo nó đi tuốt lên đâu trên núi đó, nó đi dòng qua bên Long Xuyên rồi nó về tới chùa Nhật Sư ở chỗ cầu Mỹ Thuận đó là 5 giờ chiều, mặt mày tóc tai nó sừng lại như nhím ấy. Nó chứ đi không đa đó, rồi mồ hôi mồ hái này kia nó sừng lên, hỏi nó chứ mấy con đi đâu dữ vậy con, nó thầy biết không, bữa nay mùng 2 Tết đó, con đi 6 mấy cái chùa rồi đó, ông Phật ông đang biểu dở, đâu có phải sách đích quán Ấn Độ Dương uống mới rồi mình biết cái chất mặn của biển Ấn Độ Dương, rồi qua Đại Tây Dương, qua Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, không cần, cái lưỡi không bệnh nếm một chút nước biển là biết bốn đại dương. Để cái tâm của mình yên lặng thành kính đi một ngôi chùa, đến lại Phật, rồi mình làm phụ công việc ăn cơm nghỉ trưa, từ từ thủng thẳng lại Phật rồi mình về là đủ rồi, một lại chí thành là đủ rồi, còn đi tào lao thở dốc xảy ra chuyện này chuyện khác Phật đâu không thấy, thấy diêm vương, thấy mấy con quỷ dọc đường đó chạy quá đâu có còn thấy cái gì.
Đó cho nên quý vị tu tập một cách hiểu biết sai lệch mà gọi là Phật tử đó chứ, mới khổ. Phật sự tử đó là Phật tử lâm băm. Hiểu không các Phật tử? Cho nên thưa với quý vị, cái nguyên tắc tu tập nó chỉ có một thôi. Dù ông sư, ông thầy hay bất cứ một vị nào giảng cũng chỉ có một con đường duy nhất thôi. Đó là con đường bát chánh đạo. Đầu tiên của con đường bát chánh đạo đó là chánh kiến, là phải thấy biết một cách chân chánh rõ ràng. Tức là đòi hỏi các Phật tử phải có trí tuệ. Thế hiểu không quý vị? Trí tuệ gì đâu mà dẫn đi 80, 60 mấy ngôi chùa về sơ bơ sát bát đầu lắm, giống như lim nhím hết trơn là trí tuệ. Thấy không? Đó cho nên các Phật tử phải hiểu cái vấn đề này tu tập. Từ từ chánh kiến nó mới đến chánh tư duy được, mình mới suy gẫm được. Thì bây giờ đáng lý ra ở đây, ở bên sư ấy ha, làm cái gì các Phật tử khi cái ngày tu ấy là 7:10-15 là phải có mặt ở chùa. Khi mà tới chùa rồi thì thưa với quý vị, dừng xe ở ngoài cổng tâm quan ấy, dắt bộ vô. Để chi? Để bước những cái bước chân thăng bằng, tĩnh lặng, chánh niệm trong cái ngôi tôn kính thờ tượng thể của chư Phật và các đấng Bồ Tát. Chứ đi đâu mà đi như cướp vậy? Xe rình chạy vô chùa, không coi ông Phật ra chi trơn. Dừng lại cổng tâm quan, xuống đi từng bước chân, mình ý thức những bước chân của mình là những bước chân thăng bằng trên cuộc đời không thắng. Thân bằng những bước chân chánh niệm có tỉnh thức và giác. Thấy không quý vị? Rồi bắt đầu vô nè, để xe mình về phòng nghỉ nè, nghỉ 15 phút. Đúng 7 giờ là tụng một thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vì á, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một cái bộ kinh lớn, mà thưa với quý vị, chư thiên loài người và tất cả quỷ thần đều hứa với Đức Phật rằng người nào mà trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là họ sẽ phụng trì. Đó, dù mình tạo tội nhiều chăng đi nữa, nhưng nhất tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tội nó sẽ tiêu. Cho nên dù cho tạo tội hơn núi cả, chỉ nhập Diệu Pháp vài ba hàng, tức là 45 phút, từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút là tụng thời kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tụng kinh. Như vậy mà là mình mặc áo tràng ngay ngắn đàng hoàng, bước vào cái cấp của chánh điện để đôi dép cho thẳng, bước từng bước chân có chánh niệm, tức là mình biết mình đang đi lên cái chỗ thờ tượng thể của Phật. Vô đó rồi là không nói chuyện, đi trước ngồi trước, đi sau ngồi sau, không chen lắm. Thấy không? Thì cái ban mà chủ lễ người ta lên dẫn kinh, bắt đầu mình tụng, tức là mắt dòm vô kinh, miệng đọc, chí thành, không bị phân tâm. Làm sao đó cái thời kinh trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mình, cái tâm mình phải gắn kết với những lời Đức Phật dạy ở trong trọng, chứ không phải mà cái tụng rồi thấy ai đi ngang cái liếc cái giờ tụng. Như sư thấy các Phật tử Nam Mô Đại Bi Hậu Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thấu Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Mà Đà Lạ này, không biết nó dồn đâu nữa. Nó làm như kiểu nó thánh. Cái miệng nó đập mà con mắt nó láo liên, mà quý vị biết con mắt là cái cửa ngõ của tâm, nó dồn mà đâu là tâm nó phóng. Mà tụng kinh không nhất tâm chết rồi, làm sao định? Cho nên tất cả những phương pháp trì niệm, tụng, đọc vân vân là phải nhất tâm, làm dừng lại tất cả những cái vọng niệm, những cái tạp niệm mà nó gây cho mình đau khổ, hướng tâm về Đức Phật, về những lời dạy của Đức Phật. Thấy không quý vị? Từ cái chỗ đó mình từ từ thủng thẳng. Bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sang hồng phóng hào quang. Còn này nó dồn kiểu đó, răng nó đang thui, bắt đầu nó lè lưỡi ra, nó khạc là hoàn toàn lửa không à.
là theo thiếu điều người ta đục qua quốc lộ, chứ làm sao nó bên đang ngập trắng cũng sao lại được, hiểu không quý vị? Đó, tụng tụng là làm cho lắng dịu tham sân si, là lắng dịu tâm. Đó, tụng là để nhất tâm hướng đến một điểm, đó là Phật, là cho tâm của mình tỉnh giác nó mới sáng. Tụng là để cho mình nối kết giữa mình với các đấng thần thần lên, do đó mình mới có cái công đức được. Cho nên giữa mình và các đấng thần linh, tức là mình tu tập bằng cái cách nào mình liên kết trì niệm đối với các đấng thần thần linh. Thưa với quý vị, 45 phút thôi, không có tụng nhiều. Rồi xong các Phật tử giải lao, rồi đúng 8 giờ là các Phật tử ra tập khí công tâm, tâm pháp, tức là vận động về cơ thể. Vận động cơ thể 20 phút, tức là tập dưỡng sinh khí công tâm, tâm pháp, để giúp cho mình có năng lực hỗ trợ cho tâm. Hiểu không quý vị? Cho có cái sức khỏe được. Tôi mà lèo phèo chết đó. Kính bạch hòa thượng, hòa thượng nếu mà có đi về Phật, hòa thượng dẫn con. Tại vì thấy hòa thượng khỏe quá, chứ trúng mà hòa thượng thầy để con nổi con đỡ thầy, kiểu đó dẫn tới đâu sập ống cống chết luôn. Hiểu không các thầy? Cho nên thân là phải khỏe mạnh, thấy không? Sức khỏe là phải dồi dào, trí tuệ nó mới được sáng suốt. Hiểu không các Phật tử? Cho nên quý vị biết không, lên bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ trưởng khoa về tim mạch, tức là bác sĩ Võ Thành Nhân á, giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân, ông nói thầy chuẩn bị xong chưa? Nói dạ xong đó, cái ca mổ của thầy là 4 tiếng rưỡi nghe thầy, nó muốn nhiều đó, nhiều 50-50 giao hết cho bác sĩ, còn về chết ở đây. Hiểu không quý vị? Thì ông hỏi đó chứ, thầy có hỏi cái thắc mắc cái gì giờ tôi không, bây giờ giao cho bác sĩ à. Dạ thưa với quý vị, thay vì cái ca mổ 4 tiếng rưỡi, họ làm có 1 tiếng nè, có 1 tiếng. Cái ông nói thầy ơi, thầy dậy, mà mình đâu có ngủ đâu dậy. Lúc đó mình nhập định. Mình nhập định, tức là mình đưa hơi thở vào sâu, theo dõi thở và đưa hơi thở ra. Bắt đầu mình thấy không có vững trong hơi thở thì mình cứ đưa vào thở ra, mình để một, không cho đếm lận số. Còn mấy ông làm gì đó kệ mấy ông. Thì thưa với quý vị, tim nó ổn định, huyết áp nó không bị dao động, thì họ làm rất là lạ. Cái ekip 8 người như vậy họ làm rất lạ, có 1 tiếng xong họ nói trời ơi thầy ơi, đây là một cái kỳ tích, chỉ có mấy thầy tu à, chứ người đời vô mệt ghê lắm, huyết áp nó lên, tim nó nhảy loạn xạ, họ đâu có dám làm. Tim mà quý vị thấy không, là nhà tu chứ có cái gì đâu. Bây giờ ở đây phải làm chuyện cho ông Phật. Nếu ông thấy hết hạn rồi ông rút về thì cũng ở với ông thôi, chứ ở đâu mà sợ. Thấy không? Nhưng thưa với quý vị, đến chừng cỡ tuổi này rồi, đời có gì đâu mà ham. Quý vị cứ nghĩ lại có. Thấy không? Đời nó không có gì, là những cái chuỗi ngày dằn vằn vặt khổ đau, chứ không có cái gì hết. Quý vị cái nhắm mắt, đi một ngày cho đã đi, về nằm nhắm mắt coi coi, nó không là cái gì cả đâu. Cho nên nó không là cái gì cả, cho nên không có cái gì quan trọng với mình. Nó lỡ có đạp giò người ta, nó em xin lỗi nha chị. Nó anh mày đi đâu mà sáng 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 sát nha. Nó dạ em không có cố ý, thì xin lỗi. Còn này đã đạp giò người ta nói mình cự nữ là chết rồi. Đó cho nên thưa với quý vị, từ cái chỗ tỉnh giác này mình biết được cái đúng cái sai, cái thiện cái ác, để chi? Để mình kềm chế tâm, nói ra những lời ái ngữ, nói ra những lời nghe dễ thương, phải không các Phật tử? À, rồi tập dưỡng sinh xong rồi thì nhà chùa lo cho bữa điểm tâm sáng, đã không? Vô tu người ta nấu cho sẵn cho ăn, đâu có phải sáng nay nấu người ta phải lo hôm qua kia. Nè, nào là phòng ốc người ta phải lau sạch nè, tượng Phật người ta phải lau nè, bông trái cây người ta phải chưng, người ta làm sẵn hết cho sớm nhau vô tu, mà tu không được nữa không biết thành cái gì. Thấy không? Bắt đầu vô ăn sáng. Nhưng thưa với quý vị, bên bển á nha,
là không vô tu rồi là không nói chuyện, không sử dụng điện thoại, không nói chuyện. Cho nên yên lặng đi tuần tự vô ăn sáng. Ăn sáng xong nghỉ 15 phút, đúng 9 giờ là sư dạy 1 tiếng rưỡi đến 10 rưỡi. Xong rồi còn nửa tiếng các Phật tử lên ngồi thiền, tức là tọa định. Ngồi để cho mình hít thở cho nó khỏe, và đồng thời mình nhớ lại thử sư thầy ông dạy cái bài học hôm nay mình nhớ được bao nhiêu phần trăm. Chứ ông Thầu ơi, nói xong đây chút nữa qua đây gặp mặt nó cũng đục nữa, tức là chết đó. Tức là sau cái thời gian của sư thầy là ngồi tọa định, tức là tập ngồi thiền nửa tiếng, rồi xong xả các Phật tử nghỉ 10 phút đi lãnh cơm đó. Chúng nào theo chúng nó ngồi theo thứ tự, ăn cơm xong đi kinh hành, bắt đầu 12 giờ rưỡi là mình ngủ, ngủ miết tới 2 giờ là 1 tiếng rưỡi, phành bụng ra ngủ thoải mái. Bây giờ nghe pháp nè, rồi cái mà tụng kinh nè, rồi ngồi thiền nè, rồi bây giờ ăn đã không? Các người ta lau sạch sẽ cho mình ngủ. Bắt đầu 2 giờ thức dậy niệm Phật. 2 giờ thức dậy niệm Phật. À, niệm Phật cho tỉnh táo đâu đó rồi thì thưa với các Phật tử là 45 phút sau là mình xuống mình dùng nước buổi chiều. Xong đúng 3 giờ là sư thầy xuống pháp đàn. Tức là ai rắc rối thắc mắc cái gì là hỏi đi, sư thầy trả lời. Đời trả lời theo đời, đạo trả lời theo đạo, kiểu nào trả lời theo kiểu đó. 36 nụ cười giải quyết luôn, không có cái chuyện gì trở ngại. Tu tập là phải thắc mắc chứ. Tu cái kiểu gì quý vị ở nhà tu đó, thì bây giờ cứ hỏi sư thầy. Để chi? Để những cái nghi hoặc nó không còn ở trong tâm, mà mình phải tin Đức Phật, tin những lời dạy của Đức Phật và tin sự truyền đạt của sư thầy, để mình yên tâm mình tu tập. Chứ không thôi là các Phật tử dễ bị phân tán ghê đâu. Nó trời ơi, chỗ đó đâu có hay bằng cái chỗ này. Cái bắt đầu nghe người ta tác động, cái bắt đầu mình bỏ tu. Mình bỏ niệm Phật, bỏ tụng kinh, bỏ ngồi thiền, bỏ nghe pháp vân vân. Mà đa số là các Phật tử tu theo phong trào là như vậy đó. Cho nên rốt cuộc thưa với quý vị, cái đi lòng vòng ở chỗ cái bồng binh mà cái siêu thị Pepsi à, không đi ra được. Tại sao vậy? Tại vì họ không có cái tư tưởng quyết định, họ không có bản lãnh và ý chí để họ thoát phàm siêu thánh. Họ muốn ở phàm, cho nên không tu tập gì hết á. Chứ bây giờ mình tu rồi thì hẳn nhiên á, ông chồng mình đâu có phải là chuyện đơn thuần. Nếu ông chồng thuận thì ông ở với mình có trách nhiệm. Còn hễ ông chồng nghịch là mình mắc nợ ổng, tức là bắt buộc mình phục vụ 100%, mà ông còn chửi lên chửi xuống nữa. Là mình phải hiểu được ông này ông mắc nợ mình hay là mình mắc nợ ổng, con này là nó mắc nợ mình hay là mình mắc nợ nó. Tu tập là mình phải biết mình từ đâu đến để làm gì, và sau khi chết mình đi về đâu. Mấy con hỏi mấy sư cô này, có phải trong kinh Pháp Hoa nói là chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã dự tri mạng chung thờ. Người tu thiệt tu rồi là chết biết. Đó cho nên nhà sư nói với mấy đệ tử nhà sư là nhà sư chỉ còn ở vài năm nữa là nhà sư đi về thầy nhà sư rồi. Tại vì nhà sư biết nhà sư lúc nào đi. Hiểu không quý vị? Nhưng cái điều đâu có cái gì đâu di chúc, không có gì trơn. Ai muốn tu rồi vô chùa. Đó thì sau khi mà nghe pháp đàn rồi là các Phật tử cùng nhau lên 4 giờ tụng một thời kinh để hồi hướng cái công đức mà ngày hôm nay mình tu nè cho tất cả chúng sinh. Rồi mình quỳ mình nói với Đức Phật, kính bạch thầy, những cái phước báo phát sanh ngày hôm nay và cái công đức con hành trì con tu tập, bây giờ con xin hầu hướng cho ai đó ở trong nhà mình, người thân của mình. Hầu hướng người nào là mình kêu tên người đó, bao nhiêu tuổi mình cho.
Còn này vô tu không tu quậy quá trời quá quá đất Long Phước ở đâu cho hoàn toàn thứ lâm băm thứ đâu đâu không mà hầu hướng cái gì. Cho nên á mình tu hoài mà gia đình của mình cứ lộn xộn lột đột, mình tu hoài mà mình không có phước làm ăn cứ trật dục, những cái phi vụ không đạt được. Chứ người tu là phải may mắn, tại vì mình tu trật, tu không đúng, tu lôi thôi, cho nên phước báo không phát sinh. Trồng dưa là ra dưa chứ không lẽ ra gì, trồng lúa là ra lúa chứ, mà mình trồng cái thứ tầm bậy cho nên nó ra đồ tầm bậy là do mình. Cái tư tưởng lực tức là cái ý niệm của con người nó ghê lắm chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Cho nên á, nhà sư qua truyền đạt cho các Phật tử biểu trì là nhà sư nói thẳng cho quý vị, bao nhiêu năm nay đi chùa, bao nhiêu năm nay ăn chay, bao nhiêu năm nay mình làm những cái hạnh lành, nào là tụng kinh niệm Phật, mà tại sao mình không thấy Phật? Thưa quý vị, lúc này là các thầy xuống nhiều lắm, phàm có thánh có lẫn lộn, để chi? Để thầy nào nhận trò đó, cha nào nhận con đó để lập đời. Nhà sư không có nói dốc quý vị, không nói dối gạt phỉnh gì quý vị đâu. Lúc này là cái lúc. Còn người nào mà trả quả rồi, thưa với quý vị, tự nhiên nó chạy nó đâm đầu cha, nó vô lật xe chết nhóc hết trơn, là cái thời kỳ quỷ loạn. Nó cha mà đi giết con trong nhà ở Đồng Nai, mẹ đi tưới xăng đốt của đứa con gái 9 tuổi. Không có cái nền luân lý ở một nước nào mà đảo lộn như vậy. Cộp dữ đâu có ăn con hiền. Thế mà bây giờ cha mẹ mà đi giết con là nó nghịch với cái luân lý đạo đức, nó không cho phép cái chuyện đó. Mà tại sao nó xảy ra là loạn? Cho nên các Phật tử mình tu tập là mỗi người tự đóng góp cho cái xã hội này, mỗi người tự đóng góp cho xã hội này. Thân yên thì gia đình ổn, gia đình phòng thì xã hội vinh. Mà bản thân các Phật tử có yên không? Đâu có yên. Lục đục suốt ngày, không có lúc nào mà yên đó. Cho nên từ từ sơ sẽ chạy dạy cho quý vị bằng cái cách nào mình ngồi niệm Phật, ngồi như thế nào để mình niệm cho nó hợp lý. Rồi muốn ngồi thiền, ngồi bằng cách nào mà để cho mình thiền định, thiền chỉ hay là thiền quán của Như Lai Thiền cho nó hợp lý. Mình ngồi làm sao mà mình có năng lượng để kết nối được các thầy tâm linh. Kết nối được các thầy tâm linh. Theo quý vị, tại vì các Phật tử không có chịu học sâu. Người mà học sâu rồi, thưa với quý vị, tức là ngoài cái kiến thức của con người và cái hành động, người tu hơn người đời là có trí tuệ. Tại vì cái kiến thức chỉ hiểu biết ở trong giới hạn, nhưng trí tuệ là mình thấy sâu hơn. Hiểu không quý vị? Một đám học trò, tức là nhà sư theo dõi, người nào tu không tu nhà sư cũng biết vậy. Chứ đâu có phải không biết. Tại vì sao vậy? Tướng tự tâm, tâm sanh. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm, tâm sanh. Người mà chuyển tâm thay đổi rồi là dòm cái mặt nó khác. Còn cái thứ mà cái tâm mà âm trì địa ngục, cái mặt nó khác. Các Phật tử biết không, cái sư dạy vậy, sư đâu có nói gì tu đi con nhắm mắt Phật rước, sư không có nói chuyện đó. Mà sư nói nè, ăn làm sao, uống làm sao, đi làm sao, đứng làm sao, ngồi làm sao cho có tư cách. Cái đây là ăn mặc nói làm, đi đứng làm ngồi phải có một cái phong cách của nó. Các Phật tử vô triều hay là vô nhà hàng khách sạn, hay là những cô sinh viên tiếp thị bán ở các siêu thị, là họ phải biết cái sinh hoạt ở trong cái địa bàn, họ phải biết cái ứng xử như thế nào ở cái đơn vị của họ. Thì mình người con Phật đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm sao cho nó. Tại vì sao vậy? Tu tức là thu thúc thân tâm, là khi đó mới trao dồi trí tuệ. Thân tâm chưa thu thúc làm sao trao dồi trí tuệ được, thấy không?
Cho nên á, mình phải tu nhân rồi mới học phá. Anh phải hoàn thành cái vai trò, cái trách nhiệm á, của một người. Bây giờ nhà sư kể quý vị nghe câu chuyện này, ứng dụng nó dễ lắm. Ở bên nhà sư nó có hai vợ chồng anh đã sanh ra được đứa con gái. Cái chẳng may sanh ra 2 năm sau thì cái cô bé này, cô lớn lên được 2 tuổi rồi, cái ông chồng không bị tai nạn chết. Cho nên cô ta biết rồi, nếu mà bước thêm bước nữa thì con mình phải sống cái cảnh vụng ghẻ phiền hà. Cho nên cô mở cái quán nhỏ của bán nuôi con. Cho nên tất cả mọi cái tình thương, mọi cái sự chăm sóc lưu tâm là đổ dồn vô con bé. Cho nên nó cũng ngoan, học hành nó học tốt. Thưa với quý vị, nó tốt nghiệp trung học rồi, nó thi đại học đậu. Thì hàng ngày do cưng chiều quá, cho nên đôi khi về nhà mẹ nó sai cái này cái kia, nó quậu quọ, đôi khi nó cãi lại. Rồi bữa hôm đó thì hai mẹ con cãi vã với nhau. Nó làm sao nó hiểu được cái tình thương mẹ nó cho nó không hiểu được. Phải sống một cái cảnh mà đơn lẻ, mà phải chống chèo với cái cuộc sống hôm nay mà nuôi con như vậy vất vả. Cho nên bà sùng, bà nói mày là cái thứ con ở đâu, không phải là con của tao. Cho nên nó, tao nói mày không nghe, mày đi đâu đó mày đi. Thì thưa quý vị, nó 20 tuổi rồi, con gái 20 tuổi. Bà đuổi nó là nó tự ái, nó xách đồ nó đi, nó giọt ra khỏi nhà, nó đâm đầu chạy đường vậy đó, nó chạy tới. Săn mà quý vị tức mà. Nó đâu còn biết, tại vì tục rằng no quá là mất ngon, mà người săn quá thì mất không thành khờ. Cho nên nó đâm đầu nó chạy. Trong tâm nó nói bây giờ mà mình là con của mẹ, mà mẹ coi mình không ra chi, mẹ đuổi mình nữa thôi đâu con còn cái cần gì. Cho nên bỏ nó chạy, nó cứ thay đường, nó chạy đến trời sập tối rồi. Bây giờ chân thì mỏi, bụng thì đói, con người thì mệt, nó dừng lại, dừng sau trúng cái quán mì người ta bán. Cái nó đứng nó dòm bán mì cao lầu, mì thịt nướng, nó đứng nó dồn. Nhưng bây giờ giận mẹ bỏ chạy, đâu có bao mang theo bạc nào đâu, mà bây giờ chân thì mỏi, bụng thì đói, đứng dồn cái người bán mì. Những cái tô mì của khách ăn nó bốc khói lên thềm, đứng dồn biết. Thì cái bà mà ở trong quán á, bà bước ra, bà hỏi nó chứ con muốn ăn mì phải không? Nó già, con bây giờ con đói bụng, con muốn ăn lắm mà con không có mang theo tiền. Nó không sao, con vô ngồi đi rồi dì cho con một tô. Nó thấy nó cũng xinh dễ thương. Rồi thưa với quý vị, con vô nó kéo ghế nó ngồi thì bà làm cho nó một cái tô mì thịt nướng. Nó bưng tô mì, nó vừa đói bụng, nó vừa ăn, nước mắt nó dằn dụa, nó khóc. Thì cái bà bán mì nó bà hỏi chứ sao ăn mì sao khóc. Nó con nghĩ gì là người dân nước lạ, đâu có thân quen gì con đâu, mà bây giờ con đói bụng gì cho con một tô mì. Còn mẹ con ở với mẹ con 20 năm mà bây giờ coi con không ra chi, đuổi con. Cho nên con buồn. Thì cái bà dì này bà nghe nó nói như vậy, bà mới ngồi xuống. Nó con lớn rồi, con nói như vậy là con nói chưa đúng. Dì chỉ mới cho con một tô mì, con còn cảm ơn như vậy, hào hứng vì mẹ con 20 năm mẹ con đã nấu mì cho con ăn, rồi sao con không cảm ơn? Con không biết vâng lời yên lặng khi mẹ con nóng giận, mà con cãi lại để mẹ con đuổi ra khỏi. Cái câu nói này đập vào đầu nó. Nó rõ ràng nó ngu, nó không khôn. Cho nên ăn mì xong nó cảm ơn bà chủ quán, nó đâm đầu nó chạy về. Nó chạy về thì trời nhấp nhem tối rồi, đèn bắt đầu bật sáng rồi. Cái nó thấy mẹ nó đứng tựa cửa trong nó. Nó con đi ra, con chạy đâu vậy? Đói bụng chưa, để cho mẹ vô mẹ hâm. Nó mới thấy là tình yêu của mẹ nó sâu lắm. Luôn luôn lúc nào con vẫn là cái đứa con của mẹ. Thấy không quý vị? Nhưng tại vì cái người mẹ này không tu, không có biết cách giáo dục con,
Hiểu không quý vị? Người mẹ mà giáo dục con là phải lựa cái lúc, lựa cái thời điểm nào mà con nó sai, mình nói cho nó nhận thức được cái sai, chứ không phải chửi mắng như vậy. Thấy không? Đức Phật ông dạy là một người mẹ phải là một người mẹ lý tưởng, phải biết giáo dục con bằng những cái lời nói khả ái, hướng dẫn cho con để con sau này nó trở thành một người mẹ lý tưởng, chứ không phải chửi như cái kiểu chu mỏ lên, chửi như bầm mắt, không đúng như vậy. Đó, cho nên thưa với quý vị, đừng trách móc con mình mà là trách móc mình người mẹ chỉ biết lam lũ làm lụng nhưng chưa cho nó những cái chất liệu ân tình về đời sống tâm linh. Đi chùa anh chế, ăn chay anh chế, mà gặp chuyện không kềm chế chửi con như bầm mắm vậy, đâu có đúng đâu. Bộ Phật tử vậy à? Phật tử phải là những người hiền lành, những người đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm có nhân cách, tại vì con Phật mà, phải không các Phật tử? Đâu có phải thứ mà con ma quỷ dắt đâu, nó tầm bậy đó. Cho nên á, mình đi chùa mình tu tập mình phải thể hiện được cái đức tính là con của Đức Phật, ở đâu mình cũng thực hiện như vậy. À, hiểu không? Hiểu không các Phật tử? Hiểu không? Bây giờ quý vị mỏi lưng chưa? Đói bụng chưa? 10 giờ là có chương trình, 10 giờ là quý vị ăn cơm ấy. Đó, cho nên thưa với quý vị, từ từ nếu có cái duyên thì nhà sư sẽ chỉ rõ những điều mà Đức Phật hướng dẫn cho quý vị để quý vị hiểu về mình và thấy rõ cuộc đời mình không bị lừa gạt nữa. Mình hiểu về mình, thấy rõ cuộc đời để bắt đầu từ đó mình xử sự với người thân của mình. Thưa với quý vị, bất cứ người nào sanh ra đời, thưa với quý vị rằng mình phải cái điều mà mình mang cái trọng ơn lớn đó là mình tìm cái chỗ để mình chui ra, tức là tin cha quyết mẹ. Không có cha mẹ là không có mình, cho nên từ một điểm tin cha và chung quyết mẹ hòa hợp thành hình, lúc lọt lòng là mình đã nhờ thức ăn và uống cho ở thuốc men. Cho nên giữa mình và xã hội, giữa con người và xã hội, nó có một sự liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Nhưng thưa với quý vị, một cái điều luật mà quý vị khi lọt lòng ra rồi, quý vị phải chấp nhận dù muốn hay không muốn, dù là một ông vua hay là một người dân bình thường cũng phải chịu chung sự chi phối của cái luật này, đó là sanh lão bệnh tử. Có ai trên đời này không sanh lão bệnh tử không? Không. Ông vua có bị không? Bị. Thằng ăn mày có bị không? Bị. Tất cả mọi người khi sanh ra mượn miếng đất cha mẹ để mà ra đời đều bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Đó là sự thật. Cho nên thưa với quý vị, đã là sự thật bị chi phối sanh lão bệnh tử, còn cái gì ham muốn không? Ta không? Cái bản án mình mang á, tức là từ tù chung thân đến tử hình mà ham tranh nhau làm chế. Cho nên nó xài là tạm xài chung. Ta không? Tình tiền cũng thế. Chứ đâu có cái gì đâu mà bất diệt muôn đời. Tạm xài chung. Ta không? Nhưng á, cái sanh lão bệnh tử này nếu có phước thì khác, mà vô phước thì nó khác. Ví dụ chẳng hạn như người có phước ha, già rồi thì có con cái nó lo, bệnh thì có tiền bạc á, chu cấp. Ví dụ chẳng hạn thường thường thì nó đút vô bệnh viện bình thường, còn hễ có tiền của thì lấy những bệnh viện là mình tự chọn của tư nhân. Thấy không các Phật tử? Đó, cho nên á, con người mình sống làm sao á, trong cái vấn đề cái quy luật á, sanh lão bệnh tử này, mình phải giảm bớt cái bất thiện để tạo cái thiện cho nó có phước, để mình sống ở đâu nó dễ dãi, nó may mắn hơn. Thấy không? Rồi còn cái thứ hai là cái phải chấp nhận cái gì? Nghịch thuận. Nghịch và thuận.
đi xuất gia trong cái chùa nghèo là phải ăn chao với dưa leo. Đi trúng thì tu đi trúng chùa giàu thì ăn tù hủ nấm, nấm rờn. Hiểu không các Phật tử? Thầy tu cũng có phước hay không phước chứ? Các Phật tử chưa biết á, thầy có một ông sư huynh. Thưa với quý vị, thường ngày không có đủ nhang để thắp Phật á, hàng tháng sư phải cho. Xây cái chùa lên mấy cái cửa sổ là không có tiền để mà làm cửa, lấy cái dĩa mũ đắng ấy. Cái đâu phải là cái chuyện dễ đâu, chứ đừng có nói giống như chùa Bụ Trì này lót gạch mướt rượt đi trật té chết luôn. Đó cho nên quý vị biết không, người đời hay là người tu đều phải chấp nhận cái thuận và cái nghịch. Cái thuận là mình gặp thằng chồng hiền lành, có đạo đức, biết gánh vác với mình, biết chia sẻ. Nghe người vợ bữa nay thấy không khỏe, hỏi nó chứ bà sao, tôi đưa bà đi bác sĩ. Còn trống thằng chồng mà nó nghịch là nó ngược lại hả? Cầm cảm chút soàn thôi, làm kiểu làm chi dữ vậy, đứt tay như mài đổ ruột ấy. Thấy không? Nói những câu khó nghe. Nhưng thưa với quý vị, ở đời thuận hay nghịch là do mình. Đó cho nên á, mình gặp phải thằng chồng hay con vợ, rồi khi đẻ con ra cũng vậy, gặp đứa con thuận hay là đứa con nghịch, thì từ đây sư thầy sẽ dạy cho mình cái cách phá giải, chuyển hóa để làm sao đó thuận nghịch mình điều được, để cho gia đình của mình là một gia đình Phật tử. Tức là mình phải có cái phương pháp, những lời dạy của Đức Phật để chuyển hóa những người thân của mình. Để chi? Để từ những cái đứa thuận và nghịch nó giảm bớt những cái năng lực. Nếu thuận thì cho nó phát triển để mà nó bù. Còn nghịch đó, làm cho nó giảm thiểu bớt những xung đột, để chi? Cho gia đình êm thấm. Mình phải có cái cách để điều hành, tổ chức, sắp xếp lại gia đình của mình. Chứ nói mình, tôi đi chùa ở nhà nó làm gì làm, thế mà nấu được ăn, còn không nấu chế mì quá, nói kiểu đó chết rồi. Hiểu không quý vị? Gia đình là một cái tế bào, sống chung mình không thể làm ngơ được, mình không thể thiếu trách nhiệm được đấy, mà mình phải cộng sự chung, phải giải quyết những cái vấn đề này trước khi đi chùa. Cho nên có nhiều người bên bển, thưa với quý vị, họ xin nhà sư đi tu. Sư nói tu cái gì tu, con còn hai ba đứa chưa gả vợ cưới chồng vậy trơn mà tu vậy. Hiểu không quý vị? Đâu có thể vô mà ngồi nhắm mắt làm sư cô, thấy con mình đi lang thang ăn mày mà nói ngồi được. Không bao giờ giải quyết mấy chuyện đó được đâu. Đạo Phật là phải thực tế, chứ không phải nói cái chuyện trời ơi đất hỡi. Đó cho nên á, làm sao mà các Phật tử mình phải có được cái chìa khóa để mình mở những nguyên tắc của cuộc đời, mình sống an vui. Bắt đầu từ đó quý vị thấy mình ngồi thiền, mình trầm lắng để mình tìm pháp để đối trị. Bắt đầu từ đó mình thấy cái trí của mình càng ngày nó sáng lên, và mình nhìn sâu xa hơn, để từ việc làm lời nói và cái ý nghĩ của mình, bắt đầu từ đó nó có thiện tâm, nó tỏa sáng. Đó là các Phật tử biết, đó là cái sự tu tập của mình mỗi năm, mình thấy là nó mang lại kết quả thực sự. Bắt đầu mình thấy mình về chùa Bửu Trì, mình thấy huynh đệ tỷ muội thương yêu nhau, đối với đời mình giúp đỡ cho nhau, nói chung mình cùng với nhau trong cái sinh hoạt của một cộng đồng của những người có đạo đức, phải không? Chứ còn này sắm với nhau cái bắt đầu về cái nghe người này kia đổ thứ ăn uống rồi cái chia tay ra về, mình không học được cái cách giải quyết, rồi rốt cuộc không có phương pháp để cho mình nương tựa vào pháp để mình tu tập, thì thưa với quý vị là không có cái lợi gì hết. Cho nên nhà sư không muốn như vậy. Ở bên Nhật á, ở bên nước Nhật á, thì thưa với quý vị có một vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư Sanjay. Ông này thì ông học thiền Zen, cho nên ông tu tập đến cái mức độ là ông có khả năng hiểu biết được cái tâm của người khác, có tức là ông có tha tâm thông. Thì các Phật tử biết á, ông thường xuyên vào trong hoàng cung của Nhật Hoàng để mà dạy cho những người thân của những người hoàng tộc. Cho nên từ đó ở trong cái thủ đô của Nhật là Tokyo, thì
có một cái nhà giàu có ghê lắm, mới muốn cho gia đình ông này thâm nhập giáo lý Đức Phật để sống cho tốt, vì ổng là một đại gia giàu có. Nhưng thưa với quý vị, bữa đó thì ông mời ngài đến và đại chúng đến cúng Tây Tạng. Cúng xong rồi, giữa bá quan văn võ những người mà giàu có này kia, ông muốn ông tỏ ra là một người danh gia vọng tộc, cho nên ông nhờ ngài thiền sư này viết lại cho ông ít cái câu gì có tính cách dạy đời để lưu lại cho gia tộc. Thì ngài thiền sư Sê Cô này, ngài sẵn sàng ngài viết, ông đem cái tấm lụa ra, thì ông thiền sư ông viết: cha chết, con chết, cháu chết, viết 6 chữ bấy nhiêu. Cái thưa với quý vị, cái ông nhà giàu này, ông đại gia này, ông nói: con rất trân trọng ngài, quý kính ngài, cho nên muốn ngài hạ bút chấm viết những cái điều nào mà để con lưu lại cho gia tộc của con. Mà ngài đùa cợt chứ vậy đâu có được. Ông nói: tôi viết thiệt á chứ đâu có giỡn đâu. Cha chết, con chết, cháu chết, viết có 6 chữ à. Mà thưa với quý vị, ngài thiền sư Sê Cô ông tính quá à. Ông nói: tôi viết thật đó chứ đâu có giễu cợt ngài đâu. Thì bây giờ với cái sự nghiệp, với cái danh giá, với cái sự mà làm ăn phát đạt của ngài, thì từ từ cha chết, rồi tới con chết, rồi tới cháu chết. Chứ không lẽ bây giờ con chết trước ngài có buồn không? Rồi rủi cháu mà chết trước rồi cha con ngài có buồn không? Cho nên sự phát triển của ngài, tức là ngài chết đi rồi thì tới con ngài, con ngài chết đi rồi tới cháu, cháu chết, đó là phát triển một cách tương tự. Ai không chết, người đời ai không chết, chết là mục tiêu của cuộc đời, đúng như lời Phật giải. Cho nên cha chết, con chết, cháu chết, thấy không quý vị? Cho nên người hiểu đạo có trí tuệ họ hiểu khác, còn người không có trí tuệ họ hiểu khác. Đó, cho nên người Phật tử là người có trí tuệ. Ngoài cái nhận thức, cái hiểu biết của tri thức mình vay mượn của cuộc đời, mình tu, mình có trí tuệ. Cho nên người có trí tuệ là nhìn sâu, rộng hơn, để hiểu biết mọi cái vấn đề, tại sao nó nảy sinh, nó tồn tại như thế nào, và nó sẽ ra đi ra sao. Thì người tu mình nhìn cái dòng chảy của cái cuộc sống vô thường, trong đó thường nó vẫn tồn tại. Đó là đạo lý. Thì hôm nay nhà sư trình bày qua hơn một tiếng đồng hồ, là cái ý nghĩa là các Phật tử mình tu học, tu làm sao và học làm sao nó mang lại thiết thực trong cái thành quả của mình, trong quá trình mình đi chùa. Để chi? Để rồi bữa nào đi chùa hoặc là bữa nào mình ở nhà, mình đều hành trì hết theo thời khóa của mình, tùy theo trường hợp đời sống sinh hoạt tài chánh kinh tế của gia đình, mà mình vẫn duy trì được cái tu của một ngày mà mình tu có an lạc. Đó thì sư sắp xếp thời gian, sư sẽ cho ni sư ở đây biết để thông báo cho các Phật tử. Kỳ tới sư sẽ dẫn cho quý vị làm sao niệm Phật, làm sao ngồi thiền, để hiểu biết cái niệm Phật và ngồi thiền như thế nào để cho quý vị tu. Học và tu là nói gì? Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thôi, các Phật tử đứng lên hồi hướng ha. Nghĩ rồi vì sao mình sẽ gặp nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết nói làm sao cho cạn lời, tán dương ca tụng hòa thượng ơi, dốt chân in khắp miền tục vị, dẫn dắt chúng sanh vượt bể khơi. Kính bạch hòa thượng, hơn 1.5 tiếng đồng hồ qua, hòa thượng đã dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Hòa thượng đã mang cho chúng con những lời pháp nhũ thật và quý báu vàng ngọc. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm, để làm hành trang trên bước đường tu Phật cầu giải thoát của chúng con. Giờ đây chúng con chẳng biết gì hơn, chúng con chỉ nguyện hồng ân Tam Bảo
luôn luôn gia hộ cho hòa thượng. Pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, luôn luôn đầy đủ sức khỏe để là một người thầy dẫn dắt cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu Phật cầu giải thoát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.